Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến clip tiếp theo của Đại Chính 8 Gaming. Thì ngày hôm nay là ngày sự kiện tiếp theo, ngày thứ hai của sự kiện bắt ếch nha các bạn nhé. Thì ngày thứ hai chúng ta sẽ đăng nhập được một cái sự ếch này các bạn này. Đấy, bằng đồ ếch đấy. Đấy, cái ếch này thì nói chung là mấy cái đồ này thì hầu như chúng ta không quan tâm lắm vào cái sự kiện đúng không? Chúng ta đa số quan tâm vào kim cương này nhiều hơn. Đấy. Rồi, vậy mình đã nhận cái đăng nhập thứ hai. Và chắc là đến ngày hôm nay là đa số mọi người đã hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ bắt ếch này đúng không? Hết hết cái nhiệm vụ nhật ký quan sát ếch này đúng không? Thì hộp đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được một cái mũ và 20 kim cương. Hộp thứ hai chúng ta sẽ nhận được một cái con thú nhồi bông này và một cái giếng này, một cái hồ này. Cái con gấu bông này rất là ấy nha, rất là chôn nha. Có mấy bạn cầm con này đi vào cái chỗ khu bắt ếch bóp, mình cứ tưởng là có tiếng ếch thật, ra là phải bóp cái này các bạn ạ. Em mang cái hộp ếch này đi chôn rất là buồn cười nha. Tiếp theo đó là một cái áo ếch nha, áo ếch và một cái đôi giày ếch là chúng ta được nguyên một set ếch nha các bạn. Đấy, đa số là các bạn làm hết rồi, còn mình thì mình mới qua. Thì thực ra là mình mấy cái nhiệm vụ dễ mình để làm sau, mình làm mấy nhiệm vụ khó trước chứ không phải là mình không làm được các bạn nhé. Đấy, chúng ta làm 1/12 thôi, 4 6 8 10 12 cái. Đấy, đủ 12 cái nhiệm vụ nha các bạn nhé. Thì cái nhiệm vụ này bắt nòng nọc đấy chắc là các bạn câu thôi các bạn ạ. Rồi, thế bây giờ mình với các bạn cùng đi làm thử thách, đó là vừa đi bắt ếch nha. 100 ngày đi bắt ếch, thử làm hẳn thử thách 100 ngày đi bắt ếch, thì vừa đi bắt ếch vừa làm hoàn thành luôn cái nhiệm vụ đấy nha các bạn nhé. Thì đầu tiên đó là cái nhiệm thì cái nhiệm vụ đầu tiên mình đã làm xong rồi. Đấy, cái nhiệm vụ này là đấy, nhiệm vụ đạt được tiền sao này. Đấy. Nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ là chụp ảnh cùng với ếch này, chụp ảnh với cái con ếch vàng nha. Thì cái con ếch vàng này ấy, thì mình các bạn vào trong ba lô của các bạn lấy, hoặc là khi các bạn gặp hoặc là các bạn tìm được bạn bè của các bạn ấy. Đấy, bạn nào mà có ếch vàng các bạn xin chụp một tấm hình như là xong à. Đấy, là chúng ta xong nhiệm vụ cái con ếch vàng này nha. Thì cái hôm qua mình làm clip rồi ấy, vừa vào game là mình bắt ếch vàng luôn, nên cái nhiệm vụ này mình làm xong thì cực kỳ dễ được các bạn. Đấy, và nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ này thì các bạn biết rồi. Đấy, nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ bắt 5 con ếch này là ếch gì nhỉ, ếch ao, ếch để mình xem lại tên của nó. Ếch ao đốm đen các bạn ạ. À, bắt 5 con ếch ao đốm đen. Các bạn nhớ là cái con vương miện không được tính nhá. Ếch ao đốm đen này các bạn phải câu bằng ếch thường nhá. Ếch vương miện sẽ không được tính vào nhiệm vụ này đâu nhá. Đấy, vậy là mình đã xong cái hộp đầu tiên rồi này. Đấy, và cái tiếp theo nữa này, mình nhận cái tiếp theo này. Đấy, đó là bắt ếch phi tiêu độc. Đấy. Ếch phi tiêu độc này thì các bạn phải đi bắt phi tiêu độc ở đây này. Đấy, nhiệm vụ phi tiêu độc thì nó ở đây nhá các bạn nhá. Muốn bắt con ếch phi tiêu độc thì các bạn nhớ phải khi mà các bạn nên nhớ là xuất hiện vào ban ngày đấy nha. Con ếch phi tiêu độc nó xuất hiện ban ngày thôi, ban ngày các bạn cứ tele ở đây này, không thấy con ếch nào các bạn tele về khu plaza, không thấy các bạn vào camping, không thấy các bạn cứ tele ở đây, cứ tele đi tele lại ba cái vị trí này lần lượt nó sẽ xuất hiện cho các bạn. Bây giờ xuất hiện nó không xuất hiện thì thôi, nhưng mà chỉ tầm độ 2-3 lần ban ngày là sẽ kiểu gì cũng ra thôi. Mà cái con ếch phi tiêu này nó ra một lần, nó ra nó thường nó sẽ ra 2 con đấy các bạn nhé. Đấy, một lần thì nó sẽ ra 2 con các bạn ạ. Đấy. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo. Đấy, nhiệm vụ tiếp theo đó là cái nhiệm vụ thử dụng bể nuôi tổng hợp. Thì cái nhiệm vụ này thì các bạn đi phải đi về nhà nhá. Nhiệm vụ bể nuôi tổng hợp này thì các bạn sẽ đi về nhà. Đấy, mình với các bạn sẽ cùng đi về nhà. Vào trong nhà này các bạn chỉ việc sử dụng cái bể nuôi này thôi là các bạn đã hoàn thành rồi. Có cái nhà mình đâu nhỉ? Đi hơi quá trớn các bạn. À, cái nhiệm vụ này thì đơn giản, các bạn về nhà các bạn hoàn thành thôi là được rồi. Thì trong khi tiện cái sự kiện đó là cái nhiệm vụ đó là dùng gọi là bể nuôi tổng hợp này, thì mình sẽ trưng luôn 2 cái con ếch mà các bạn cần chụp ảnh ở nhà mình. Các bạn nào mà cần làm nhiệm vụ chụp ảnh thì các bạn đến các bạn chụp nhá. Rồi, thì cái nhiệm vụ chụp ảnh này thì chúng ta dùng bể nuôi tổng hợp đúng không? Thử sử dụng bể nuôi tổng hợp thì bây giờ mình sẽ vào cửa hàng mình mua. Đấy, thì cái này nó mua trong cửa hàng thôi. Chơi game này, trang trí này, cửa hàng này, bể nuôi thì sẽ ở phần này đúng không? Đấy, đây là bể nuôi tổng hợp này, đây chính là bể nuôi tổng hợp mới ra nha các bạn nhé. Mình sẽ x một cái đi, dùng một cái thôi. Rồi, đây chính là bể nuôi tổng hợp chúng ta sử dụng. Đấy, khá là đẹp nhé, cái bể nuôi mới này là khá đẹp, có tội cái màu vỏ nó hơi tối tối thôi, nhưng mà dùng ok mà các bạn. Đấy.
cái giá của coi cái bể đuôi tổng hợp này là 2.400, mình sẽ ui rồi, hơi cao. Cái gì không đây, con bỏ kia thì hơi phí, không, không sao. Đấy, góc này đi cho các bạn chụp cho dễ ha. Rồi, bể nuôi tổng hợp này thì có biết đặt được mấy con bọ, ba con bọ các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ đặt hai con ếch hiếm này vào đây, một con ếch hiếm này, một con ếch hiếm này. Thì không biết là các bạn hai con ếch này có được tính, các bạn phải chụp riêng hay chụp chung mới được tính. Còn mình thì để hai con ở đấy nhá. Các bạn nào muốn chụp thì các bạn phóng đến nhà mình, các bạn có thể chụp. Rồi, rồi tiện trồng nốt bài cây đi. Ui rồi đang có nhiệm vụ trồng cây, không biết. Thì kim cương ấy, lâu lắm mình mới về nhà, thật là mình vào game mình phiêu bạt khắp game nhưng mình ít khi mình cái le về nhà lắm. Rồi, vậy là hoàn thành xong nhiệm vụ. Thì cái nhiệm vụ tiếp theo hay là cái nhiệm vụ đi bắt cóc lửa các bạn, bắt cóc lửa các bạn ạ. Thì cóc lửa nó sẽ xuất hiện ban ngày ở cái khu ao này nha. Đấy. Đấy, ao này thì các bạn sẽ xuất hiện cóc lửa thì nó xuất hiện ban ngày, các bạn phải te le đi te le lại ở ba cái khu vực này vào ban ngày để các bạn bắt ba cái con cóc và để làm nhiệm vụ. Với một là cóc phi tiêu, hai là cóc lửa. Cóc lửa thì ở khu plaza, cóc phi tiêu thì ở khu hôm thao, và cóc vàng ấy, cóc vàng nó xuất hiện ban ngày ở trong khu camping các bạn ạ. Thì tiện đây là có hai con ếch, gọi là ếch cây ấy, thì mình tiện mình tóm luôn các bạn này. Rồi, bay một con vươn miệng luôn các bạn ạ. Đấy, ok, mấy con cóc nhỏ này thì cũng bình thường các bạn, nó không có hiếm. Con cóc lửa thì nó cũng chỉ là thuộc dạng cóc bình dân thôi, cóc chung chứ chưa phải cóc VIP đâu nha các bạn nha, nên nó cũng tỷ lệ xuất hiện khá cao, các bạn tele tele lại ba khu vực nó sẽ xuất hiện thôi. Thì để chụp ảnh được thì chắc là mình phải trưng vào lọ rồi mình tự chụp ảnh thôi, chứ cầm tay là sẽ không chụp được. Đấy, các bạn nhìn đây, các bạn sẽ bấm máy ảnh các bạn chụp này, có biết chụp một phát ba con đã được làm hoàn thành nhiệm vụ xong cả ba không nhỉ. Đấy, các bạn thấy chưa, đấy, rất là to luôn. Đến đây không biết là phải muốn zoom to thì phải như nào ta. Rồi, mình giờ mình sẽ chụp ảnh nha. Đấy, xong hoàn thành nhật ký và ảnh của ích luôn này. Đấy, xong nhiệm vụ luôn này, chụp phát cả ba con luôn. Thì có biết có xong nhiệm vụ không? Đấy, xong cả nhiệm hai nhiệm vụ luôn một thể luôn này. Đấy, các bạn có cả ba con và chụp một phát là hoàn thành cả ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ đây là nhiệm vụ này, đạt được đá quý rồi này. Đấy, xong cả hai nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ tiếp theo là có thử bốc thăm ở tại cửa hàng X. À, thì cái nhiệm vụ này thì nó cũng dễ thôi đúng không? Cửa hàng X thì các bạn bốc thăm thì đơn giản ấy, là bốc một trang phục X ở trong cửa hàng X nha các bạn nhé. Thì mình nhớ mình bốc thăm một cái rồi, bây giờ mình bốc thăm được full hết rồi ấy. Và thôi vì nhiệm vụ này mình phải bỏ mất ra 25 kim cương các bạn ạ. Thì các nhiệm vụ này các bạn có thể chờ cái vé cao quần miễn phí các bạn mở thì cũng hoàn thành ok. Đấy, thì cái này thì mình sẽ mở luôn nhé, để hoàn thành nhiệm vụ cùng với các bạn luôn. Tiếc gì 25 kim cương đâu đúng không? Bây giờ mặc dù là không có cái gì để mở nữa. Đây, ra cái bàn luôn ạ. Cái này là cái cuối cùng rồi, cái món đồ cuối cùng mình còn thiếu các bạn, đúng là cái bàn này là cái món đồ cuối cùng mình còn thiếu, không còn thiếu cái gì nữa. Thế là mình mở nó full set ếch rồi, full tất cả đồ ếch trong đây rồi các bạn ạ. Rồi, cái này thì là bán côn trùng để kiếm 3.000 tiền sao. Cái này là chơi ổ bạc là các bạn phải nhận hộp thứ hai này. Đấy, mình sẽ nhận hộp thứ nhất nha. Wow, một cái mũ, mũ lá sen. Đồ chơi ộp ạp này thì các bạn nhận ở trong đây nha. Đấy, áp câu cá luôn này. Đấy, làm nhiệm vụ này thì các bạn lấy, sau khi các bạn lấy cái chơi ộp ạp này các bạn lấy ra chơi thôi, chả có gì mới cả. Đấy, các bạn lấy ra các bạn dùng cái. Đấy, đấy. Cái ộp ạp này đi ra chôn rất là hay nha. Rồi, thì đây đây sau khi bạn làm xong hết thì nó cũng sẽ hiện hình ra hình dáng tất cả các loại ếch luôn đấy các bạn. Cái 3.000 tiền sao này các bạn làm sẽ làm được sau nha. Còn cái hãy đi tìm dấu xuất hiện ếch. Đấy, cái này thì bây giờ mình các bạn cũng đi làm nha.
Rồi sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ thu thập dấu ích rồi thì chúng ta chỉ việc nhận thưởng thôi đúng không? Đấy. Xong mục tiêu. Tiếp theo đó là nhiệm vụ đi bán, gọi là bán là mua vật đúng không? Quên. Đây, bán bọ. Chúng ta sẽ bán lấy 3.000 tiền sao nha các bạn nhé. Nhưng mà cẩn thận chúng ta bán vào bọ hiếm nha các bạn nha. Đấy, mình sẽ bỏ lại những con bọ hiếm này để chúng ta còn bán. Rồi, mấy con ếch này thì giữ lại đi. Còn cần nhiệm vụ cho các bạn đấy chứ đúng không? Bán 14.000 tiền luôn á. Sao lại có thể nhiều như vậy được nhỉ? Mình không nghĩ là số bọ của mình nó lại nhiều đến như vậy luôn ấy. Xem có lẫn bọn đẻo nào, bọn hiếm nào không? Rồi. Và mình đã làm xong nhiệm vụ nhật ký quan sát. Đấy. Thì cái nhiệm vụ quan sát này chúng ta chỉ cần hoàn thành 10 trên 12 nhiệm vụ là chúng ta nhận được full hộp rồi nhé. Còn nếu các bạn muốn làm nhận thêm kim cương hoặc là nhận thêm tiền sao thì các bạn nhận ở đây thêm. Đấy. Rồi. Vậy là mình đã nhận full xong cái trang bộ ếch rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mặc thử cho các bạn xem một lượt ha. Thì nhìn mình không có phong thủy với những bộ màu xanh cho lắm. Đấy, cho nên là mình cũng không thích mặc những bộ màu xanh. Đây là full bộ của nó này. Bộ này thì các bạn để nhân vật ngắn thì nhìn đáng yêu hơn. Đó. Cực kỳ cute, phô mai que luôn. Đấy. Đấy nha, đây là full set của nó này. Ui. Cầm cái bộ này mà đi chôn các bạn, mà các bạn tưởng có ếch là các bạn sẽ đi đến nó hơi nhiều các bạn ạ. Đấy. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ của sự kiện bắt ếch và mình đã đi săn ếch rồi nha. Và tiếp theo tiếp tục hành trình đi, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi 100 ngày đi săn ếch ở clip tiếp theo nha các bạn nhé. Còn clip này mình xin dừng tại đây. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Bye bye.